Because what a great way to have our morning and start off our morning by worshiping God. Cảm ơn Chúa là Chúa cho chúng ta sáng hôm nay có thời gian để chúng ta có thể cùng nhau đến và cùng nhau thờ phượng Chúa, tìm kiếm Ngài và nghe tiếng phán của Ngài. Sáng hôm nay thì tôi chỉ có một thông báo, đó là trong tháng 7, Chủ nhật, Chủ nhật ngày 4 tháng 7 thì thay vì mà chúng ta nhóm như thường xuyên ở tại đây thì xin mời quý ông bà chị em chúng ta sẽ đến để dự đại hội ở tại thành phố Plano. Năm nay thì đại hội Baptist được dự và ở trong vùng Dallas Fort Worth ở tại thành phố Plano. Thì năm nay thì thay vì trong ngày đó thì chúng ta nhóm thờ phượng ở đây như thường lệ, thì chúng ta xin mời quý ông bà chị em có thể đến đó để thờ phượng. So just one quick announcement, that is on July 4th, that Sunday, instead of having our normal usual worship service here, we will encourage you to join the Baptist Vietnamese Convention this year. It'll be in the Dallas-Fort Worth area, specifically it's in Plano. And so for that Sunday, instead of having worship service here, we encourage you to join the convention there in Plano. So, yeah, và trước khi chúng ta bắt đầu trong giờ thờ phượng thì xin mời quý ông bà chị em đồng đứng và có thể quý ông bà chị em có thể quay qua bên phải, quay qua bên trái và chào đón nhau. So, before we get started with our worship service this morning, I want you to go ahead and stand, and you can turn to your neighbor and give them a air wave, or you can shake their hand, or whatever you feel comfortable with. All right. Và xin mời quý ông bà chị em cứ đồng đứng và tôi xin phép được cầu nguyện. So before we get started with our worship service this morning, will you please join me in prayer as we come into the presence of the Father. Kính lạy Chúa là chào gió của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài, Chúa ơi, vì Chúa ban cho chúng con có cơ hội. Chúa cho chúng con đến để thờ phượng Ngài sáng hôm nay, Chúa ơi. Và đây là một đặc ân mà Ngài ban cho chúng con, để chúng con có thể ca ngợi Ngài, tôn vinh Ngài, vì Ngài đáng để chúng con có thể thờ phượng. Ngài đáng để chúng con có thể ngợi khen, để chúng con có thể đến để bày tỏ tấm lòng của chúng con, sự yêu thương của chúng con đối với Ngài, Chúa ơi. Thì trong giây phút này, xin Ngài hãy đổ Thánh Linh của Ngài trong phòng này, trong mỗi tấm lòng của chúng con, và kéo chúng con gần lại với Ngài. Và xin Ngài hãy mở tấm lòng của chúng con, mở tâm trí của chúng con, để chúng con có thể nhận biết Ngài khi Ngài phán trong mọi tấm lòng của chúng con qua lời của Ngài, Chúa ơi. Và chúng con đến trong giờ này, chúng con hết lòng thờ phượng Chúa, và chúng con cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Ngài là
tiền chùa. Ngài dẫn lối mỗi bước đi trong đời, bóng tôi đêm dài. Ngài bên con chẳng cài xa con, Ngài là Cha yêu thương của con. Ngài bản thân yêu thương bên con trong cả cuộc đời, con sẽ sống trong. Chúa tuyệt vời, mãi phút trẻ con đời đây. Giữ thanh tên Chúa tuyệt vời, mãi phút trẻ con đời đây. Cuộc đời con dân cha, đầu phục cha hôm nay, lòng con tận hiến cho cha. Giữ thanh tên Chúa tuyệt vời, mãi phút trẻ con đời đây. This next song, I just want to share a little of what I learned this week. So since we were kids, we were taught about justice. We need to be fair and how we get rewarded for doing things right and punished for doing things wrong. But this week, I learned a little different from the book of Job. In the book of Job, God himself claimed that Job was blameless and an upright man. However, things weren't smooth and sailing for Job. He met a lot of unforeseen misfortunes. Job then made an assumption that God was unjust until God challenged Job in his own knowledge. God asked him whether he was there when God created the earth, or was he there when God organized the constellations, or has he ever controlled the day or night, or the wind and the sun? Can he tell the time of when a goat will give birth or command the eagle to make its nest up high? All these points were made to say that God has his eyes and control over all things in the universe, while we have limited eyes and controls nothing. So it is not our role to claim that God is unjust. We also learn that at the end of the book, Job's wealth was restored, not because of his good behavior, but it is a generous gift of God. Job did not do anything to get his wealth taken away, nor did he do anything to earn his wealth back. So this next song is to say that whether God gives or take away, whether we are in darkness or receiving his blessings, we are to trust and sing the blessed be his name. Thank you.
time that we get to have to sing praises to you, Lord, and to worship you, no matter what you give or you take away, Lord God, that in any situation, Father, that we're still going to sing your praises. Lord, I just pray in this time as we're giving up our offering to you, Lord God, that we remember what you gave to us first through your son, Jesus, Lord. And I pray that you give us, that we can give with a cheerful heart, Father God. And we thank you so much for this time. In your name we pray. Amen. At this time, I'd like to go ahead and dismiss anyone who would like to hear the message in English. This morning, Brother Mark will be sharing the message in English. And so for anyone who would like to hear the message in English, you may go ahead and be dismissed. Dạ, xin mời quý ông bà chị em có thể an tọa. Dạ, sáng hôm nay thì chúng ta được phước là chúng ta sẽ nghe lời của Chúa qua thôi tớ của Ngài, đó là một sư thế. Dạ, xin mời một sư thế. Chào quý ông bà anh chị em, chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta là thờ phượng Chúa buổi sáng hôm nay tại đây. Mọi người đều biết sáng hôm mỗi buổi sáng những ngày cuối tuần mà long weekend như thế này thì thường là hội thánh nào cũng vắng hết. Và quý vị nhìn qua nhìn lại có một số người vắng, nhưng có một điều quý vị phải biết rằng Chúa không vắng mặt trong thời giờ thờ phượng Chúa của chúng ta. Quý vị tin điều đó không? Cho nên ai đi chơi thì đi, ai cũng vacation thì vacation, nhưng Chúa vẫn ở với chúng ta khi chúng ta thờ phượng Chúa. Vì vậy cho nên khi chúng ta thờ phượng Chúa sáng hôm nay, chúng ta cảm ơn Chúa nhiều lắm vì Chúa sẽ ban phước cho chúng ta. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta sẽ hiểu biết nhau một lần nữa, chúng ta cầu nguyện với nhau trong thời giờ này. Quý ông bà anh chị em có thể cầu nguyện cho tôi, cầu nguyện cho mình và để trước Chúa Trời ban phước cho chúng ta khi chúng ta lắng nghe từ lời Chúa trong thời giờ này. Chúng ta cùng cầu nguyện. Cha ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài vẫn ở đây với chúng con. Ngài ở giữa vòng dân sự của Chúa khi đến tìm kiếm Chúa, lắng nghe lời của Ngài. Vì vậy con cầu nguyện rằng xin Đức Chúa Trời Ngài giúp con, giúp cho anh em con mỗi người, để những điều mà chúng con thấy lời của Đức Chúa Trời Ngài dạy chúng con. Lạy Chúa, xin thần linh của Đức Chúa Trời Ngài đem điều đó vào tâm tưởng và tâm lòng, vào trong linh hồn của chúng con, biến đổi chúng con, dẫn dắt và dạy dỗ chúng con, ban phước lành cho chúng con. Con cầu nguyện xin Chúa Ngài làm ơn cho tất cả anh em con và chính mình con, giúp con khi những lời con nói, những điều con chia sẻ, những điều đó đến từ sự dạy dỗ biết ơn của Ngài, con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con hết lòng cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Thưa quý ông bà anh chị em, nếu quý vị, một số con cái Chúa mà để ý đến tình hình ở tại Việt Nam trong tuần vừa qua, thì có rất là nhiều người biết rằng tình hình Việt Nam dịch COVID bùng phát rất là nhiều. Thực ra đứng về với mặt con số đó thì nó không nhầm nhò gì so với nơi chúng ta ở. Cả nước khoảng chừng 6-7 ngàn thì không bao nhiêu. Nhưng mà bởi vì Việt Nam không có cách nào khác, cho nên cái cách chống dịch của họ khiến cho gần như cả nước căng thẳng và hàng ngàn, hàng chục ngàn người phải đi cách ly. Việc bùng phát trong tuần vừa qua tại Việt Nam, đặc biệt nếu ai đó theo dõi trên trang mạng nhiều thì biết rằng cái chữ mà được nhắc nhất, nhiều nhất trong lịch sử Việt Nam, trong lịch sử truyền thông Việt Nam trong tuần vừa qua trên báo chí truyền thông đó là chữ hội thánh. Không biết quý vị có đọc thấy chữ đó không? Lúc nào cũng hội thánh nhiễm. Số là việc nhiễm đó bắt đầu từ một cái, dĩ nhiên là nó nhiễm lâu rồi, nhưng mà bắt đầu từ một nhóm ở tại Sài Gòn, đó là một hội thánh tư gia gọi là nhóm hội thánh truyền giáo Phục Hưng. Có lẽ vài người biết, trong trường hợp quý vị không biết thì biết như thế này để chúng ta biết và cầu nguyện cho Việt Nam, một số anh chị em chúng ta tại nơi đó. Đây là một hội thánh tư gia nhóm nhỏ tại quận Gò Vấp. Số tín đồ của họ không nhiều. Mục sư Phương Văn Tân và mục sư Võ Xuân Lan là hai vợ chồng đồng quản nhiệm vào hội thánh đó. Vì một lý do nào đó, một trong những người đó thì bị bệnh, cho nên họ lan ra một số cái những tín hữu ở trong hội thánh. Và vì vậy tín hữu đi làm hoặc là tiếp xúc thì lan ra phía bên ngoài. Đến giờ này thì con số đâu khoảng chừng trên dưới 100 người theo tôi thấy ở thông tin là như vậy. Chỉ có một điều thế này, là điều đó đã khiến cho cả nước, phương tiện truyền thông đại chúng đổ xô đến, và gần như đó là hội thánh Baptist, hội thánh
truyền giáo phục hưng là cái nôi của dịch COVID. Đó là điều vừa phải vừa không. Vừa phải là tại đó có một vài người bị và lan ra. Vừa không thực sự ra có phải đó là những người mang bệnh đó ra xã hội hay không. Nhưng mà chính vì điều đó nó làm cho Hội Thánh ở Việt Nam trong những ngày này rất khó xử. Nếu quý vị biết thì từ Bắc vào Nam hầu như Hội Thánh nào cũng bị đóng cửa. Nhiều nhất là 20 hoặc nhiều nhất là 10 người. Và có thể trong thời gian sắp tới nhiều nhất là 5 người được đến nhà thờ vào mỗi cơ hội như thế này. Và trong cái không khí chống dịch như kiểu Việt Nam thì hầu hết ai cũng cảm thấy ngại ngùng khi tiếp xúc người này người khác. Và đặc biệt những con cái Chúa, những người mới theo Chúa hoặc là một số thân hữu trong Hội Thánh bắt đầu dè dặt đến nhà thờ, bắt đầu dè dặt khi nghe nhắc đến chữ Hội Thánh. Và điều đó có nghĩa là ma quỷ sẽ sử dụng điều đó để đem đến sự hoang mang, sự lo sợ, và khá nhiều người sẽ gặp những nan đề trong đời sống thuộc linh, để chưa nói đi, nếu không nói đến đời sống vật chất. Và vì vậy cho nên trong những ngày này, trong tuần lễ này, bây giờ là buổi tối Chủ nhật, nhưng buổi sáng Chủ nhật thì rất là nhiều con cái Chúa không được đi nhà thờ, không được thờ phượng Chúa, bởi vì bị cấm, cả nước bị cấm tụ tập lại để có thể thờ phượng Chúa. Nhớ lại năm trước trong thời điểm này, trong những ngày trong tháng 4, tháng 5, hoặc là những ngày đến tháng 6 đến mùa hè, chúng ta có thể hiểu được tâm trạng của một số con cái Chúa tại Việt Nam khi bây giờ phải ngồi nhà. Nếu may mắn lắm thì mở TV hoặc là mở cái iPad lên để có thể thờ phượng Chúa. Chúng ta có thể hiểu họ rằng bây giờ đại đa số không được đến thờ phượng Chúa ở tại nhà thờ như cách chúng ta đang làm cùng với nhau tại nơi đây. Vậy thì thờ phượng Chúa tại sao lại là điều quan trọng? Thưa quý ông bà anh chị em, thờ phượng Chúa là điều mà dân sự của Đức Chúa Trời làm từ hàng ngàn năm trước trong lịch sử Kinh Thánh. Khi Đức Chúa Trời dựng nên con người, điều Đức Chúa Trời mong đợi là con người thờ phượng Đức Chúa Trời. Và khi dân sự của Đức Chúa Trời ở trong Cựu Ước nói rằng khi họ còn lang thang trong sa mạc, Đức Chúa Trời chỉ họ về sự thờ phượng. Khi họ vào đất hứa, họ thờ phượng. Khi họ bị lưu đày, họ thờ phượng. Khi họ quay lại quốc quốc, họ thờ phượng. Bất kỳ nơi nào họ đến, tại đó họ thờ phượng Đức Chúa Trời. Và trong thời Tân Ước, như trong TV, Kinh Thánh chép lại rằng con cái Chúa luôn luôn tụ tập lại để thờ phượng Chúa. Cho nên sự thờ phượng Chúa là điều không thể thiếu trong đời sống của một con cái Đức Chúa Trời. Cho nên khi nói đến thờ phượng, chúng ta thường nghĩ rằng vậy thì tôi đi thờ phượng là thế nào? Thờ phượng là tôi đến nhà thờ và chúng ta tụ tập với nhau như thế này trong nhà thờ, một cái chỗ 5 người, 10 người, 20-30 người, vài trăm người và thậm chí vài ngàn người hoặc là nhiều chục ngàn người, như vậy là thờ phượng phải không? Điều đó đúng, hoàn toàn đúng. Nhưng mà sự thờ phượng không chỉ là vấn đề cộng đồng. Sự thờ phượng không chỉ là cái vấn đề là phải có đông người tôi mới thờ phượng được. Đành rằng khi chúng ta đến một chỗ nào đó mà có 500-300 người, tiếng hát ẩm ào lên và chúng ta ở trong một cái không gian như vậy, chúng ta cảm thấy thích. Nhưng mà đó không phải sự thờ phượng chỉ có thể biết nhiêu thôi. Vì một nhóm người, mấy chục người như chúng ta hoặc là một mình tôi thì có thể thờ phượng được hay không? Kinh Thánh bảo rằng yes, chúng ta có thể thờ phượng Chúa, có thể kinh nghiệm trong sự thờ phượng và chúng ta có thể đáp ứng sự thờ phượng với Đức Chúa Trời. Như kinh nghiệm mà kinh nghiệm của tiên tri Esai mà chúng ta sẽ học trong buổi sáng hôm nay. Quý vị có Kinh Thánh xin mở ra trong tiên tri Esai đoạn 6. Có lẽ khá nhiều người chúng ta, nếu quý vị ở trong nhà thờ lâu thì biết đây là một đoạn Kinh Thánh mà được quen thuộc, được nhắc lại. Đây là một đoạn Kinh Thánh hết sức là tuyệt vời. Đoạn Kinh Thánh này nói rằng có sự nối kết của với một Đức Chúa Trời siêu việt với con người phàm trần của chúng ta. Có một sự nối kết giữa thiên đàng, vinh hiển và phàm trần hạ giới của chúng ta. Trong đoạn này nói về điều đó để cho thấy rằng đây là sự thờ phượng. Mà cái nhân vật chính trong sự thờ phượng mà chúng ta sẽ thấy trong câu chuyện này đó là Đức Chúa Trời và cá nhân của một con người. Và mỗi người chúng ta đều có thể bước vào kinh nghiệm của sự thờ phượng đó. Cho nên trong buổi sáng hôm nay, trong bài chia sẻ của tôi với quý ông bà, anh chị em, tôi đặt câu hỏi rằng tại sao phải thờ phượng? Cái câu trả lời của Chúa giống chúng ta đó là thờ phượng bởi vì Chúa là đấng xứng đáng cho chúng ta thờ phượng. Chúa là đấng xứng đáng cho chúng ta thờ phượng. Quý vị mở ra trong Esai đoạn 6 từ câu 1. Tôi sẽ đọc những câu này rằng, tôi sẽ đọc từ câu 1 cho đến câu số 4, đó là cái phần chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Trời là đấng như thế nào và Esai đã thờ phượng ra làm sao.
Câu số 1 chép thế này, tôi xin lẹp đọc bản truyền thống. Về năm vua Ô-xia băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngai cao sang, vạt áo ngài đầy dãy đền thờ. Những seraphim đứng bên trên cửa, đứng bên trên ngài, mỗi seraphim có 6 cánh, 2 cái để che mặt, 2 cái để che chân và 2 cái dùng để bay. Các seraphim cùng nhau kêu lên rằng: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân, khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển ngài. Bởi vì tiếng kêu đó cho nên các ngạch cửa rung động và đền đầy những khói. Những câu kinh thánh đó cho chúng ta biết thế này: một ngày nọ Ê-sai vào đền thờ để thờ phượng Chúa. Có lẽ chúng ta có thể hình dung ra một ngày nào đó chúng ta đến cái chỗ mà dân sự của Chúa tụ tập lại như thế này để thờ phượng Chúa. Dĩ nhiên về một khung cảnh, dĩ nhiên về một cái sự sắp xếp, dĩ nhiên về một cái sự sức dầu thì nó hoàn toàn khác giữa cái đền thờ với lại cái nhà thờ. Nhưng mà trong cách nào đó thì cá nhân một người Môi-se đã đến đó để thờ phượng Chúa. Quý ông bà anh chị em để lấy ý câu số 1 rằng: Về năm Ô-xia băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngai cao sang. Về năm Ô-xia băng nó là cái thời điểm. Thực ra người ta không biết là vậy Ô-xia băng rồi thì Môi-se Ê-sai mới đến đó hay là trước hay là sau. Nhưng mà đó là cái thời điểm rồi. Cái năm đó, cái năm Ô-xia băng là cái năm, đấy là một điều thật ở trong lịch sử. Một sự kiện đúng. Khi mà nhắc đến một thời điểm đúng của cái vị vua nào đó đang cai trị và cái vị vua đó qua đời thì đây là cái việc thật chứ không phải là chỉ là một khái tượng. Đây là việc thật chứ không phải là chỉ là một cái điều mà người ta chép lại vì một lý do nào đó. Cho nên đây là cái lời thuật lại của tiên tri Ê-sai. Ông bảo rằng vào năm đó ông vào đền thờ và tại đó ông thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo ngài đầy dãy đền thờ. Một cái hình ảnh mà chúng ta khó có thể diễn tả, nhưng phải hiểu rằng đây là một cái sự tể trị của Chúa khi Đức Chúa Trời vẫn ngồi trên ngôi. Mỗi lần chúng ta hiểu rằng trong cuộc đời này, Chúa chúng ta, khi chúng ta sở thiện gì, chúng ta thờ phượng Chúa bởi vì Ngài ngồi trên ngôi cao sang. Ngài vẫn là Đức Chúa Trời tể trị, Ngài nắm trong tay, Ngài quyền sự sống, sự chết của sự hưng thịnh hay là sự suy vong. Đó là Đức Chúa Trời. Vì vậy cho nên Ngài vẫn ngồi trên ngôi cao sang. Vạt áo ngài đầy dãy đền thờ, sự cung kính ở chung quanh Đức Chúa Trời. Và sau đó nữa, nhắc đến những linh vật. Nhắc đến những linh vật. Và đây là những seraphim. Đây là những seraphim mà có 6 cánh và che chân, che mặt và 2 cái dùng để bay. Và những seraphim này ở trong số 3 chép rằng cùng nhau kêu lên rằng: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân. Đây là lời ca ngợi. Điều mà chúng ta ca ngợi Chúa hôm nay, mỗi lần chúng ta ra mắt thờ phượng Chúa, khi mà quý vị hát đó, đó là cái cách này. Trước mặt Đức Chúa Trời, dân sự của Đức Chúa Trời phải ca ngợi Chúa, bởi vì những linh vật này khi thờ phượng Đức Chúa Trời, họ ca ngợi Chúa. Cho nên sự ca ngợi Chúa đó, nó không phải là icebreaker, tức là làm cho nó tan băng mới bay về đầu phải chưa? Hát cho mọi người cảm thấy hâm nóng lên cái không khí thờ phượng, không. Thờ phượng khi chúng ta hát ca ngợi Chúa là chúng ta túc chúc tụng và tôn vinh danh Chúa. Và ở tại nơi đó, trong cái khung cảnh đó, và cái Ê-sai kể lại rằng các linh vật đó đã ca tụng Chúa. Và câu số 4 nói rằng: Vì vậy cho nên các nền ngạch cửa rung động đầy, đền đầy những khói. Nếu chúng ta đọc như vậy, chúng ta sẽ thấy một cái khung cảnh hết sức là uy nghi, hết sức là rạng rỡ, hết sức là tuyệt vời trong sự tể trị, trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Và trong khung cảnh đó, Ê-sai trong đền thờ, thờ phượng Đức Chúa Trời. Thế thì thưa quý ông bà, anh chị em, Ê-sai thấy điều gì? Ê-sai nhìn xa hơn đền thờ. Tại vì khung cảnh đền thờ của Ê-sai lúc bây giờ ở tại Jerusalem đó, thực sự ra có thể là cái khung cảnh đền thờ xây bằng đá. Nó có thể là một khung cảnh tương đối là uy nghi trong sự xây cất. Nhưng nó là vật chất, nhưng nó là hữu hạn, nhưng nó là một cái building, một cái tòa nhà mà nhiều trăm năm sau đó nó đổ nát. Không còn một hòn đá nào, chắc cái hòn đá nào. Tức là khung cảnh chung quanh ông là khung cảnh vật chất. Cho nên có thể nó rạng rực hơn cái nhà thờ chúng ta đang thờ phượng Chúa. Nhưng nó là một khung cảnh vật chất. Ở tại đó có bàn thờ, tại đó có chỗ ngồi, tại đó có những cái vật thánh ở trong đền thờ đó. Nhưng mà khi Môi-se Ê-sai thờ phượng Chúa, ông nhìn xa hơn đền thờ. Ông nhìn xa hơn bàn thờ. Ông nhìn xa hơn vật thánh và thậm chí ông nhìn xa hơn cả những cái linh thiêng ở trong đền thờ, những ngôi thánh trong đền thờ. Ông nhìn xa hơn chỗ đó để ông thấy Chúa là đấng cao sang, ngồi trên ngôi, ngài tể trị.
Các bạn trên hình dung điều đó không? Moses Esai tại đó, trong cái khung cảnh bình thường của chúng ta, nhưng ông nhà nhìn xa hơn như vậy. Và ông những cái việc đó cho thấy rằng khi chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời, khi chúng ta đến thờ phượng Đức Chúa Trời, thông thường á, hầu hết chúng ta biết á, là mình ngồi mình thờ phượng Chúa, đứng vào thờ phượng Chúa, mình thường hay bị distract, bị chi phối bởi người này người khác. Mình đang ngồi thờ phượng, mình nhìn thấy người phía trước họ ăn mặc kỳ cục, hoặc là hôm nay tại sao anh sửa soạn đẹp quá. Cái đó nó ảnh hưởng cho chúng ta, thì điều đó đúng vậy, bởi vì chúng ta bị ảnh hưởng bởi những cái xung quanh. Và có một lúc nào đó khi chúng ta đến nhà thờ chẳng hạn, khi ở trên này trang trí nó khác, hôm nay sao nó kỳ, hoặc là một cách nào đó nó khác lạ thường, thì chúng ta thường để ý. Điều đó không có gì lạ bởi vì cái tâm trí chúng ta như vậy. Nhưng mà khi chúng ta thờ phượng Chúa trong khung cảnh như vậy, hãy làm một điều mà Esai đã làm. Hãy làm một điều Esai đã làm, đó là hãy suy nghĩ, hãy nhìn xa hơn để thấy Đức Chúa Trời. Nhìn xa hơn cái chỗ này, nhìn xa hơn cái tòa nhà này, quý vị nhìn xa hơn cái thập tự này, xa hơn. Trong đó chúng ta thấy Đức Chúa Trời ở sự thờ phượng Chúa của chúng ta. Chúng ta thờ phượng Chúa không ở trong không gian này, bởi vì sự thờ phượng Chúa là chúng ta tiếp nối với Đức Chúa Trời, cho nên Đức Chúa Trời đang ở đó. Quý ông bà anh chị em đến thờ phượng Chúa có cảm nhận, có nhìn xa hơn những cái khung cách vật chất để chúng ta thấy được Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng hay không? Và chúng ta phải thờ phượng như vậy, và đó là cái kinh nghiệm của Esai. Cho nên tôi đọc một bài báo trước đây mà người ta khuyên một điều như thế này, rằng khi chúng ta thờ phượng Chúa, khi chúng ta đến nhà thờ thờ phượng Chúa đó, là hãy chuẩn bị tấm lòng. Hãy chuẩn bị tấm lòng cho sứ điệp của Chúa nhiều hơn là chuẩn bị thì giờ cho chúng ta ủi đồ. Họ đề nghị rằng dành thì giờ cầu nguyện nhiều hơn chọn nữ trang. Họ gợi ý rằng hãy chuẩn bị điều tốt nhất nào đó để chúng ta có thể nhìn thấy Chúa của chúng ta. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, tôi cảm ơn Chúa bởi vì khi một người đứng đây giảng thường là mọi người thường chú ý người đó. Nhưng điều quan trọng không phải cái người đứng đây giảng, nhưng mà đó là Đức Chúa Trời. Chúng ta phải thấy Đức Chúa Trời, hãy có cái nhìn của Esai để thấy Đức Chúa Trời qua những điều, những cái lời nói, qua những cái vật xung quanh chúng ta. Trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, chúng ta biết rằng tại đó có Đức Chúa Trời. Cho nên khi quý ông bà anh chị em nhìn thấy như vậy, có một cảm nhận như vậy, thì sự ca ngợi, sự chúc tụng của chúng ta nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều. Chúng ta ca ngợi Chúa với cả năng lực, cả tâm hồn và khả năng của chúng ta. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, thấy điều này, nếu trong trường hợp quý ông bà anh chị em tới đây thờ phượng Chúa mà chúng ta hát đó, mà nó chưa lớn đủ giống như các seraphim ngày xưa hát để có thể rung động cả nền ngập nhà thờ đó, thì ít nhất hãy hát làm thế nào để rung động sự cứng cỏi của chúng ta, sự nghi ngờ, sự sơ cằn trần, sự lạnh lẽo của đời sống của chúng ta. Cho nên thờ phượng Đức Chúa Trời bởi vì Ngài là đấng đáng cho chúng ta thờ phượng. Chúng ta ca ngợi Chúa bởi vì Ngài là đấng đáng cho chúng ta ca ngợi Chúa. Cho nên tôi đặt câu hỏi với ông bạn chị em điều này, và mỗi người chúng ta mỗi lần thờ phượng Chúa hãy đặt câu hỏi rằng quý vị có cảm thấy có một sự rung động như vậy mỗi lần chúng ta ca ngợi Chúa khi chúng ta thờ phượng Chúa không? Khi chúng ta hát thờ phượng, một lần nữa hãy nhìn xa hơn để thấy Chúa, để thấy Chúa chúng ta, để thấy Ngài mỉm cười, Ngài bằng lòng với sự thờ phượng Chúa của chúng ta. Chúng ta không cần phải núp giữa đám đông, chúng ta hiện diện trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Hãy nhìn xa hơn để ca ngợi Chúa. Có nhiều tài năng ngày hôm nay khi chúng ta ca ngợi Chúa đó, có nhiều tài năng ca ngợi Chúa và thu hút chúng ta, điều đó rất là quý. Nhưng quý vị ông bà anh chị em biết không rằng có nhiều tài năng như vậy sẽ để lại trong thế gian. Những cái sự ca ngợi Chúa của chúng ta đó, nó theo chúng ta vào thiên đàng. Kinh Thánh chép rằng một ngày nào đó trong nước của Đức Chúa Trời, chúng ta ca ngợi Đức Chúa Trời, chúng ta chúc tụng Đức Chúa Trời. Cho nên sự thờ phượng chúc tụng Đức Chúa Trời ngày hôm nay là một phần của thiên đàng mà chúng ta sẽ hưởng nhận. Đó là lời của Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa giúp cho tôi với quý ông bạn biết rằng Đức Chúa Trời Ngài xứng đáng ở trên thiên đàng. Cho các linh vật ở tại đó ca ngợi Chúa, thì tại đây Ngài cũng xứng đáng cho chúng ta ca ngợi và thờ phượng Chúa. Cho nên hãy đến, hãy ra mắt Chúa, hãy chúc tụng và thờ phượng Đức Chúa Trời. Amen quý ông bà anh chị em, hãy thờ phượng Đức Chúa Trời với một tấm lòng như vậy. Và một lần nữa rồi, chúng ta sẽ cảm thấy phúc hạnh nếu quý vị bạn chị em nhìn thấy rằng chúng ta ca ngợi và Chúa nhìn xuống chúng ta và Ngài mỉm cười bởi vì thái độ, về tấm lòng, về sự cung kính thờ phượng Chúa của chúng ta, bởi vì Đức Chúa Trời đấng đáng cho chúng ta thờ phượng. Điều thứ hai chúng ta tôi chia sẻ với ông bạn cho em là chúng ta phượng thờ phượng Chúa, và như kinh nghiệm của Esai là để chúng ta có thể được sự kinh nghiệm, sự đụng chạm của Chúa và sự tha thứ của Chúa. Phần Kinh Thánh chúng ta chép ở trong câu số sau khi mà Môi-se Esai mô tả về cái cảnh tượng trong sự
hiện diện của Đức Chúa Trời như vậy. Thì câu số 5 nói rằng ông hoảng hốt lên. Bây giờ tôi nói khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi, vì tôi là một người có môi dê giấy ở một giữa một dân có môi dê giấy, bởi mắt tôi đã thấy vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân. Ê-sai hoảng hốt. Tại sao ông hoảng hốt? Tại vì ông thấy hiện diện của Đức Chúa Trời, Ngài thánh khiết. Ngài không phải là đấng để chúng ta tới để làm chơi. Quý ông bà anh chị em, Ê-sai đã là một tiên tri. Từ đoạn 1 đến đoạn 5, ông kể là một số các kinh nghiệm của ông. Thế nào Đức Chúa Trời đã kêu gọi, thế nào Đức Chúa Trời dạy dỗ ông. Nhưng mà điều đó ông làm giống như một người được kêu gọi và làm công việc của Đức Chúa Trời kêu gọi. Nhưng mà cá nhân ông sâu xa để một kinh nghiệm trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, nhìn thấy Đức Chúa Trời, sự thánh khiết của Ngài. Trong cái khung cảnh đó, Môi-se mới thực sự kinh nghiệm điều sâu xa trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Cho nên ông mới hoảng hốt, ông nhận ra điều đó và ông kêu lên. Cho nên quý ông bạn, có lẽ là nhiều người chúng ta thờ phượng Chúa nhiều từ nhỏ, bây giờ tới đi nhà thờ bao nhiêu lần. Thậm chí có nhiều người là những người hầu về Chúa, nhưng mà có một cái khoảnh khắc nào đó trong sự thờ phượng gần gũi Đức Chúa Trời, Ngài sẽ đụng chạm chúng ta. Ngài làm cho lòng chúng ta cảm thấy rằng sự vinh hiển, sự thánh khiết, sự rạng ngời của Chúa nó bốc trần con người thật của chúng ta. Bốc trần con người thật của Ê-sai và nó chỉ cho ông biết sự thật. Cho nên ông nói rằng, ôi Đức Chúa Trời của con thật là khủng khiếp. Con tội lỗi. Ê-sai là một đầy tớ của Đức Chúa Trời. Ông cảm thấy ông tội lỗi. Ông nhận thấy rằng dân sự chung quanh ông cũng tội lỗi. Tất cả mọi người đều bơi ngập trong tội lỗi, trong sự hiện diện thánh khiết của Đức Chúa Trời. Và trong khung cảnh đó, ông nhận biết con người của ông. Cho nên quý ông bạn chị em, khi chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời, trong khi chúng ta nghe lời Đức Chúa Trời, chúng ta nhìn thấy sự hiện diện của Đức Chúa Trời, chúng ta mới thấy sự kém cỏi, sự thất bại, sự yếu đuối của chúng tôi, của chúng ta. Cho nên tôi muốn hỏi quý ông bạn chị em điều này, có bao giờ trong khi thờ phượng Chúa, có bao giờ trong khi mà chúng ta ngồi lắng nghe lời Chúa, quý ông bà, anh chị em thấy sự trần trụi, sự khiếm khuyết, sự bất toàn của mình không? Đó là điều mà mỗi Ê-sai đã kinh nghiệm. Tất cả chúng ta đều có thể kinh nghiệm như vậy khi chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời. Cho nên bây giờ làm sao? Trong cái tình trạng đó thì làm sao? Lời kêu của Ê-sai không chỉ hoảng hốt, mà nó là một lời kêu cứu rằng, Chúa ơi xin thương con. Tình trạng của con bây giờ làm thế nào? Và Kinh Thánh chép tiếp theo như thế này, rằng ông kể rằng bây giờ sau cái tiếng kêu hoảng hốt của ông, thì ông kể rằng bây giờ có một seraphim bay đến tôi, tay cầm than lửa đỏ mà đã là dùng kìm gấp nơi bàn thờ, để trên miệng tôi mà phán rằng, này, cái này đã chạm đến môi ngươi, lỗi ngươi được bỏ rồi, tội ngươi đã được tha rồi. Chúa đụng chạm đến Môi-se, Ê-sai. Chúa tha thứ Ê-sai. Trong cái thổn thức của sự bất toàn mình nhận ra trước mặt Đức Chúa Trời, trong cái kinh nghiệm đó, Đức Chúa Trời tha thứ cho Ê-sai. Thờ phượng Chúa, quý ông bà anh chị em, là cơ hội để chúng ta thấy rõ chính mình. Thờ phượng Chúa là cơ hội để chúng ta kêu xin sự thương xót của Chúa. Thờ phượng Chúa là cơ hội để Đức Chúa Trời đụng chạm trên cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta biết rằng sau khi tôi thờ phượng Đức Chúa Trời, tôi tin rằng tôi đã được tha thứ. Ngày hôm nay có nhiều người đi thờ phượng Chúa có hai cái cảm giác khi chúng ta đến thờ phượng. Cảm giác thứ nhất là cũng không muốn đến thờ phượng, là tại vì thường đó, phần thứ trước hết là muốn đến thờ phượng Chúa, bởi vì tại đó mình thờ phượng Chúa, mình được nghe giảng, nghe lời Chúa, mình ra về. Nhưng một cái cảm giác khác của nhiều người đó là khi đến thờ phượng không muốn đến là tại vì nếu mà đến thờ phượng đó, thì thường đó là mình gặp cái cảnh đó là không nói thì thôi, nhưng mà nghe xong rồi mà sao mình sốn sang, nghe xong rồi sao mà mình nó cũng đủ thứ bất toàn. Vì vậy cho nên cái điều đó nó làm cản trở cho nhiều người. Nhưng mà thưa quý ông bà, anh chị em, hãy thờ phượng Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta có thể, cần phải nhìn rõ con người của chúng ta, phải nhìn rõ cái thất bại của chúng ta. Và khi nào chúng ta biết rõ cái thất bại của chúng ta, chúng ta mới kêu xin Đức Chúa Trời. Và chúng ta có thể kinh nghiệm Chúa khi Ngài đụng chạm đến chúng ta. Cho nên tôi muốn hỏi quý ông bạn chị em, có bao giờ quý vị
được Chúa đụng chạm như vậy mỗi lần chúng ta thờ phượng Chúa không? Trong những cái khoảnh khắc nào đó trong sự thờ phượng, chúng ta cảm thấy rằng yes, tôi ước gì, tôi mong gì, và tôi cảm nhận rằng Chúa đụng chạm, và tôi cảm thấy rằng tôi đã được tha thứ một cách trọn vẹn không? Nhiều người chúng ta biết một bài hát của một nhạc sĩ Việt Nam, đó là cái bài Chạm Lòng Con Chúa Ơi của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thôn ở Việt Nam. Thực ra đó là bài bài hát mà soạn bằng tiếng Việt, sau này có một vài người dịch lại tiếng Anh, nhưng mà nó là từ tiếng Việt. Nó là cái thổn thức, nó là cái cảm nhận rằng chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này, chạm lòng con Chúa ơi để con không xa Ngài. Khi đến thờ phượng Chúa, trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, hãy kêu xin như vậy, hãy cảm nhận như vậy, và Thánh Linh Đức Chúa Trời sẽ đụng chạm quý ông bà, anh chị em. Và đó là những cái khoảnh khắc tuyệt vời khi chúng ta thờ phượng Chúa. Bởi vì qua sự thờ phượng, chúng ta sẽ được Chúa đụng chạm chúng ta, và chúng ta kinh nghiệm sự tha thứ của Chúa. Cho nên cái câu hỏi tôi đặt ra quý ông bà, anh chị em là quý ông bà, anh chị em có muốn được sự đụng chạm của Chúa trong lòng của chúng ta không? Và câu trả lời đó là làm thế nào thế đã? Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời. Anh chị em muốn được tha thứ không? Được Đức Chúa Trời Ngài xóa bỏ những tội lỗi của chúng ta không? Hãy đến thờ phượng Đức Chúa Trời. Hãy hạ mình thờ phượng Đức Chúa Trời để những sự kinh nghiệm, sự đụng chạm đó nó trở nên một sự tha thứ trọn vẹn trong đời sống của chúng ta, giống như Esai đã kinh nghiệm. Đừng né tránh Chúa, đừng làm cho xong việc, nhưng mà hãy để cho linh hồn của chúng ta, tâm trí của chúng ta hướng về Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời nhìn thấy điều đó, Ngài chiếu tỏa sự sáng của Chúa có đời sống của chúng ta, và chúng ta sẽ thấy rằng sự thờ phượng Đức Chúa Trời nó không chỉ là lễ nghi, nó không chỉ là hình thức, nó không chỉ là đến để ban bệ, nhưng mà sự thờ phượng Đức Chúa Trời là một sự kinh nghiệm cá nhân giữa chúng ta với Chúa khi chúng ta được Chúa tha thứ trọn vẹn. Anh chị em, khi chúng ta thờ phượng Chúa, tôi đang nói với quý vị về cái việc mà thờ phượng Chúa chung ở trong nhà thờ, nhưng mà ở cá nhân cũng như vậy. Mỗi buổi sáng quý vị có thể thờ phượng Chúa trong khoảnh khắc quỳ xuống cầu nguyện với Ngài. Phải có những cái khoảnh thời gian riêng như vậy, và quý vị sẽ thấy đó là những kinh nghiệm mà chúng ta tôn cao Chúa. Đức Chúa Trời sẽ chỉ cho chúng ta những thất bại của chúng ta, Đức Chúa Trời sẽ tha thứ cho chúng ta. Vì vậy cho nên sẽ chỉ chúng ta thờ phượng Chúa là chúng ta sẽ kinh nghiệm Chúa. Đừng bao giờ chúng ta thờ phượng Chúa đi năm này qua năm khác, mà chúng ta cũng giống như bất kỳ một người nào đi nhà thờ, đi đền chùa bất kỳ nào. No, nó có sâu xa hơn như vậy, đó là sự đụng chạm trong lòng của chúng ta. Hãy kinh nghiệm sự đụng chạm của Chúa. Và cái lý do thứ ba chúng ta thờ phượng Chúa là như trong câu chuyện của Esai, đó là chúng ta thờ phượng Chúa để được Chúa sai dùng chúng ta. Cái câu chuyện của chúng ta đến câu số 7 đó cho thấy rằng Đức Chúa Trời đã tha thứ Esai. Đức Chúa Trời đã xóa bỏ và bỏ tất cả những tội lỗi của Esai. Và Esai cảm thấy mình là một con người mới, một cái gì nó fresh trong đời sống của ông. Vậy thì bây giờ đó là cái hưởng ứng của Esai khi ông kể lại câu chuyện rằng sau cái việc đó, ông nghe thấy tiếng của Đức Chúa Trời nói rằng ta sẽ sai ai đi, ai sẽ đi cho chúng ta. Đây là một cái câu hỏi, cái câu hỏi giữa Đức Chúa Trời. Thực ra đó không phải là cái sự kêu gọi, nó không phải là cái sự kêu gọi trực tiếp với Esai. Esai là người nghe, bởi vì cái trong đó thì bảo rằng Chúa nói rằng ai ta sẽ sai ai đi, ai sẽ đi cho chúng ta. Quý vị thấy chữ chúng ta không? Đây là một trong những cái khái niệm của ba ngôi Đức Chúa Trời. Trong sự hiện diện của ba ngôi Đức Chúa Trời thì tại đó Chúa nói như vậy, và khi Esai nghe cái tiếng nói đó, Esai biết rằng tiếng nói đó dành cho mình. Một người đi hầu việc Chúa, một người mà nghe cái sự kêu gọi của Chúa, thường là nó xảy ra như thế vậy này quý ông bà anh chị em, rằng trong một cái đám đông nhiều trăm người, trong đám đông thậm chí nhiều ngàn người, có những bài giảng, có những lời kêu gọi, nó là cái bài giảng dẫn chúng cho tất cả những người khác, nhưng có những cá nhân cảm thấy rằng điều đó cho mình. Và đó là cái trường hợp của Esai. Điều đó là cho mình. Và khi nếu người đó tiến lên trên này để quỳ gối cầu nguyện và dâng mình cho Đức Chúa Trời, để hầu việc Đức Chúa Trời, là tại vì cái tiếng mà vang ra cho tất cả mọi người, nhưng sự cá nhân của người đó phải hưởng ứng cho chính mình. Vì vậy cho nên khi chúng ta đi thờ phượng Chúa, chúng ta ngăn lời Chúa, bởi vì tôi là người mà giảng lời Chúa cho quý ông bà anh chị em mấy chục người như thế này, quý vị cảm thấy cái lời sẽ là chung cho mọi người, điều đó có thể đúng. Nhưng nếu là Đức Chúa Trời, có một ý định của Đức Chúa Trời, thì cái lời đó nó đến cho từng quý ông bà anh chị em. Nó có cái sự cáo trách nào đó thì nói rằng
cái sự cáo trách cho ai cũng có, ai cũng chắc ở người kia không phải mình. No, Đức Chúa Trời, lời nói của Đức Chúa Trời sẽ giảng ra Đức Chúa Trời là cho tất cả mọi người, nhưng lời đó một cách cá nhân thì nó đến cho mọi người. Cho nên trong khía cạnh đó, khi Chúa nói rằng ta sẽ sai ai đi, ai sẽ đi cho chúng ta, Esai cảm nhận rằng đó là lời nói cho chính mình và ông đã đáp ứng. Ông đáp ứng điều gì? Ông nói rằng có tôi đây, xin hãy sai tôi. Đi đâu và làm gì? Esai này nhận biết rằng Chúa nói với riêng mình. Cho nên đây làm trở lại điều này chút xíu trước khi tôi qua điểm kia, đó là quý ông bà anh chị em, mỗi lần quý ông bà anh chị em ngồi nghe giảng trong một buổi học kinh thánh, trong một cơ hội nào đó, quý vị đừng biết rằng đó là điều chung chung cho mọi người. Ví dụ như bây giờ một cái bài học trình Chúa Nhật mở ra, nó in thế này, bài khác, thì bao nhiêu người trong lớp thì bấy nhiêu người có bài đó. Và cái bài này dĩ nhiên trong chỗ khác cũng có nhiều người học. Ngày hôm đó có thể hàng trăm, hàng ngàn và vài chục ngàn người học bài học này. Đó là cái bài chung cho mọi người. Nhưng khi chúng ta đọc, chúng ta học, có một cái lời nào đó lại nói riêng cho chúng ta. Phải hưởng ứng điều đó. Và Esai đã làm điều đó cho đem hưởng ứng. Và ông nói rằng, lạy Chúa con đây, xin sai con. Sai con đi. Vậy thì đi đâu, làm gì? Nếu quý ông bà anh chị em có cơ hội đọc ở dưới câu số 9 trở đi đó, thì sẽ thấy thế này. Đó là đi để lên án những người vô tín, lên án dân sự của Đức Chúa Trời đã nguội lạnh, đã rời bỏ Chúa. Ở trong câu số, số 9 trở đi đó thì Kinh Thánh chép thế này, Ngài phán ông hãy đi, hãy nói cho những dân này rằng các ngươi nghe, không hiểu, xem mà không thấy, béo lòng, nặng tay, nhắm mắt và không được tha thứ, bởi vì nếu ngươi trở lại thì e rằng sẽ được cứu chăng? Và Esai nói như thế này, câu 11 rằng, tôi là nói rằng lạy Chúa cho đến khi nào? Ngài nói rằng, cho đến chừng nào các thành bị hoang vu, không có dân ở, không có nhà, không có người ở, đất đã trở nên hoang vu cả. Cho đến chừng Đức Giê-hô-va dời dân đi xa và trong xứ hết sức là tiêu điều. Tức là xứ sẽ bị xâm chiếm, sẽ bị hoang vu, sẽ bị tiêu điều. Ở trong cái cảnh đó thì Esai phải ra đi để nói về Chúa. Quý ông bạn cho em thấy là cái cảnh đâu có phải đơn giản. Họ không nghe, họ không thấy, họ béo lòng, họ không được chữa lành, xứ bị hoang vu tiêu điều và dân sự sẽ bị nuốt mất. Nghĩa là điều này, người mà Đức Chúa Trời kêu gọi ra đi để nói với những dân ương ngạnh, với những cứng lòng, nói với những người như vậy dễ không quý vị? It's not easy. Nếu trường hợp quý vị biết rồi đó, rằng nếu trường hợp mà bảo rằng để gặp một người nói về Chúa, một người đó họ rất là cởi mở, họ rất là nhiệt tình, thì chúng ta cảm thấy phấn chấn. Nhưng mà chúng ta biết rằng đấy mà nói một người đó mà cái mặt mà gầm gầm thế này, bắt đầu nó chuẩn bị một câu, nó hỏi là mình không biết nói thế nào lại, hoặc là có những cái thái độ của những người đó. Trong cái bối cảnh đó, dân sự ngày xưa đã là như vậy, những người ương ngạnh, cứng lòng. Nhưng mà Đức Chúa Trời sai Esai ra đi. Bởi vì Esai có thể đi làm điều đó, ông bằng lòng điều đó, bởi vì một khi ông đã thấy Chúa trong sự thờ phượng, ông biết Chúa tha thứ cho mình rồi, ông biết rằng Chúa kêu gọi mình ra đi, thì một người thờ phượng Đức Chúa Trời có thể được hun đúc để đi ra làm công việc của Đức Chúa Trời. Cho nên sự thờ phượng Chúa nó cho chúng ta một kinh nghiệm và sức mạnh để chúng ta có thể đáp ứng lời kêu gọi của Chúa để có thể làm việc Ngài. Những giáo sĩ ra đi, những người mà ra đi hầu vì Chúa, thực sự ra đó một lần nữa là họ được nghe tiếng Chúa, họ biết rằng gỡ những người này đi không dễ. Tôi quen biết một đôi vợ chồng rất là trẻ. Anh chị vừa đến Ai Cập khoảng chừng hơn một tháng nay để đi làm giáo sĩ tại nơi đó. Thực sự ra đó tôi nghĩ rằng Ai Cập là xứ Hồi giáo. Và nơi đó thỉnh thoảng có những cái khuynh hướng cực đoan Hồi giáo đâu có đơn giản. Và vì vậy cho nên họ đi ra tại nơi đó, tôi nghĩ rằng nếu không có sự kêu gọi của Đức Chúa Trời, nếu những người đó không biết rằng mình được Đức Chúa Trời đụng chạm và tha thứ, nếu không có sự kêu gọi của Đức Chúa Trời và họ cảm thấy một cách trực tiếp, cá nhân, thì họ sẽ không đi. Không ai trong chúng ta có thể làm việc đó. Không ai trong chúng ta có thể đi đến những cái chỗ khác. Nếu chúng ta không kinh nghiệm sự kêu gọi của Chúa cho mình, và không ai chúng ta có thể kinh nghiệm sự kêu gọi của Chúa cho riêng mình, nếu chúng ta không lắng nghe tiếng Chúa, và chúng ta sẽ không, không ai trong chúng ta có thể lắng nghe tiếng Chúa nếu chúng ta không thờ phượng Ngài. Cho nên, thưa quý ông bà, anh chị em, thờ phượng Chúa sẽ cho chúng ta kinh nghiệm, cho chúng ta sức mạnh, sự cam kết để chúng ta có thể làm công việc Chúa. Dĩ nhiên chúng ta không phải nói cái chuyện là chúng ta đi xa như vậy. Chúng ta
chỉ có thể lắng nghe tiếng Chúa đó, để khi chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta có thể làm công việc Chúa khi chúng ta thờ phượng Chúa. Chúng ta có thể là không cần phải đi xa giống như đôi vợ chồng giáo sĩ trẻ mà tôi vừa nói, nhưng mà khi quý vị dạy trường Chúa Nhật, khi quý vị dọn dẹp nhà thờ, nấu ăn, chăm sóc những người này người khác, thực sự chúng ta chỉ có thể làm được điều đó nếu chúng ta có một kinh nghiệm cá nhân của chúng ta với Chúa, chúng ta mới thấy đó là điều đáng thỏa lòng. Nếu làm điều đó vì việc phân công đó, thì không trước thì sau chúng ta sẽ bỏ. Nhưng chúng ta biết kiến rằng tôi có một cái kinh nghiệm rằng Chúa tha thứ tôi, Chúa bảo tôi phải làm việc này. Có thể nhiều việc lớn tôi không làm, Chúa không kêu tôi, Chúa việc làm tôi việc này. Thì hãy thờ phượng Đức Chúa Trời, quý vị sẽ có kinh nghiệm như vậy. Chúng ta chỉ có thể là nấu ăn, chỉ có thể là dọn dẹp, giữ trẻ, dạy trước Chúa Nhật, cắt cỏ, ca hát gì đó. Mà chúng ta có thể làm điều đó một cách thỏa lòng và phước hạnh khi chúng ta thực sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Do đó thưa quý ông bạn, chị em, đừng để bất kỳ điều gì ngăn trở chúng ta thờ phượng Chúa, dù với hội thánh hay dù với đời sống cá nhân. Đó là lý do mà tác giả Thi Thiên 122 ở trong câu 1, ông nói một cách phấn khích như thế này rằng: tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng ta hãy đi đến nhà Đức Giê-hô-va. Vì sao có sự phấn khích như vậy? Vì khi thờ phượng Chúa, chúng ta kinh nghiệm sự, chúng ta có thể chiêm ngưỡng Chúa và chúng ta ca ngợi Đức Chúa Trời. Để đấng uy nghi vinh hiển, chúng ta có thể ca ngợi giống như kinh nghiệm của Ê-sai. Khi thờ phượng Chúa, chúng ta sẽ kinh nghiệm sự tha thứ của Chúa cho chúng ta. Và khi thờ phượng Chúa, đó là cái cơ hội chúng ta đáp ứng lại tiếng gọi của Chúa, kêu gọi chúng ta phục vụ Chúa. Cho nên một lần nữa rằng, hãy thờ phượng Đức Chúa Trời, hãy lắng nghe lời Chúa. Và nếu lời Đức Chúa Trời nhắc cho quý ông bà, anh chị em, hãy đáp ứng với Chúa rằng, nếu lời đó bảo rằng hãy tha thứ, đáp lời đó bảo rằng hãy kiên nhẫn, lời đó đã bảo rằng hãy sửa lại, thì hãy đáp ứng để có thể sửa lại. Nếu lời đó bảo rằng con hãy giúp đỡ người này, con hãy gọi người kia, con sẽ chăm sóc người nọ, con cầu nguyện cho anh chị em con, hãy làm điều đó. Hãy đáp lại điều đó. Và đó là cái sự kết quả của sự thờ phượng trong đời sống của chúng ta. Cho nên tôi có thể kết luận như thế này: hãy trung tín, khao khát và đáp ứng Chúa trong sự thờ phượng của chúng ta mỗi cơ hội Đức Chúa Trời dạy chúng ta. Tôi mời tất cả mọi người cùng đứng lên. Tôi không biết Chúa nhắc quý ông bà anh chị em điều gì. Tôi không biết Chúa nói riêng với quý vị điều gì. Nếu Chúa nói riêng với quý vị về sự trung tín thờ phượng, nếu nói riêng với quý vị về việc chăm sóc anh chị em mình, nếu Chúa nói riêng với quý vị về việc làm trong nhà thờ, nếu Chúa nói riêng với quý vị về việc giúp đỡ một người nào đó, quý vị phải ra đi để hầu việc Đức Chúa Trời, hãy đáp ứng với Chúa như Ê-sai đã đáp ứng rằng: lạy Chúa, con có thể làm công việc của Ngài. Có thể con không làm giống như Ê-sai được, có thể con không đi ra xa được, nhưng đây là việc con có thể làm, xin cho con làm công việc Chúa. Ôi Đức Chúa Trời của chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng, vinh hiển, siêu việt. Thế mà Ngài vui lòng bày tỏ chính mình Ngài cho chúng con là những con người, là những người thất bại. Chúng con biết mình đầy những khiếm khuyết. Nhưng cảm ơn Đức Chúa Trời vì Ngài vui lòng bày tỏ cho chúng con sự vinh hiển đó để chúng con có thể thờ phượng Chúa. Cha ơi, con cầu nguyện xin Chúa giúp con và anh chị em con. Mỗi lần chúng con đến thờ phượng Chúa, có lẽ chúng con lo bận nhiều điều, chúng con rối trí và chi phối nhiều điều. Nhưng Đức Chúa Trời ơi, xin giúp chúng con để thấy rằng tại đây trong nhà của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời đang hiện diện và Ngài vui lòng về sự thờ phượng Chúa của chúng con. Nếu chúng con nhận biết sự bất toàn của mình, nếu chúng con nhận biết sự sai phạm của mình như Ê-sai đã từng, lạy Chúa xin tha thứ cho anh em con. Chúa ơi, xin sai Seraphim gấp thang lửa đỏ nơi bàn thờ, chạm vào môi và lòng và những sự bất toàn, bất khiết của chúng con và tha thứ cho chúng con. Và Cha ơi, xin giúp chúng con để chúng con có thể đáp ứng lời của Chúa. Chúng con nghe lời Chúa bao nhiêu rồi, đọc biết thấy bao nhiêu rồi, nhưng chúng con, cuộc đời của chúng con vẫn chưa thay đổi, chúng con không đáp ứng với lời của Ngài. Con cầu xin Đức Chúa Trời của con trong buổi sáng hôm nay, xin dạy con và dạy anh em của chúng con,
báu, cứ mỗi lần chúng con ra mắt Chúa và thờ phượng Ngài, con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Còn dân anh em con hội thánh của Chúa trong tay của Ngài, xin ban phước cho chúng con. Con hết lòng cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta cùng đọc bài cầu nguyện chung các bạn chị em. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi chúng con, như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Chớ để chúng con bị cám dỗ, song cứu chúng con khỏi điều ác, vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen. Nguyện xin Đức Chúa Trời, Ba Ngôi, ban tình yêu thương của Đức Chúa Cha, ân sủng của Đức Chúa Con và quyền năng của Đức Thánh Linh ở với chúng con. Và Cha ơi, xin cho chúng con kinh nghiệm sự thờ phượng Chúa trong đời sống của chúng con mỗi ngày và từ nay cho đến ngày Đức Chúa Jesus Christ tái lâm. Amen. Xin Đức Chúa Trời ngày ban phước cho quý ông bà anh chị em. Cảm ơn Chúa cho tôi có cơ hội để học vị Chúa với quý vị. Xin Chúa cho chúng ta một tuần lễ bình an.